anh Vũ đi diễn về tấm khuya và mất sau cơn đột quỵ. Người thân trong gia đình anh Vũ cho biết nam nghệ sĩ đi diễn về tấm khuya bị đột quỵ nên ra đi lúc nào không ai biết. Thông tin nghệ sĩ anh Vũ qua đời vào rạng sáng ngày 1 tháng 4 khi đang lưu diễn ở Mỹ khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Ở tuổi 47, nam diễn viên hay còn nhiều hoài bão và đam mê nghệ thuật. Chia sẻ với Jin.vn, chị Dung, em gái của anh Vũ nói: "Gia đình tôi rối bời, đau xót khi nhận hung tin, mẹ tôi đau đớn khóc vật vã. Trong gia đình, anh Vũ rất chăm lo, quan tâm và có hiếu với mẹ." Phóng viên tìm đến nhà của nam diễn viên hài tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng căn nhà đóng cửa. Một người thân của anh Vũ cho hay: "Ông bà lớn tuổi, không chịu nổi cú sốc lớn này. Chúng tôi muốn ông bà không bị xúc động mạnh mà bình tâm đối diện với sự thật đau buồn." Người nhà cũng nói về nguyên nhân cái chết của nam diễn viên: "Anh ấy đi diễn về khuya nhưng vẫn tắm bị đột quỵ và rồi ra đi lúc nào không ai biết. Cảnh sát đã đưa thi thể anh đến nhà xác, có lẽ sẽ không khám nghiệm tử thi. Sau khi làm xong các thủ tục, gia đình sẽ đưa thi thể anh về nước." Theo người thân của anh Vũ, chị gái của nam diễn viên hay hiện đang ở New York sẽ sớm tới California để làm các thủ tục. Chị Dung, em gái của anh Vũ, cũng đang làm thủ tục xin visa để nhanh chóng sang Mỹ lo hậu sự cho anh trai. Sáng nay, chị Dung chia sẻ với Jin.vn, từ khi mắc bệnh ung thư vào năm 2000, anh Vũ luôn lo lắng cho sức khỏe của mình. Anh tập yoga, ăn uống chọn lọc và hạn chế thịt cá nên bệnh tình ngày càng đỡ. Lâu lâu anh bị stress mất ngủ do áp lực công việc. Còn lại, anh không có dấu hiệu bị tái phát bệnh cũ. Không thể ngờ đây là chuyến lưu diễn cuối cùng của anh. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, trên trang cá nhân, nam diễn viên vẫn chia sẻ những hình ảnh trong chuyến lưu diễn cùng các đồng nghiệp như MC Quý Bình, Minh Luân, vợ chồng diễn viên Khali. Anh Vũ được biết đến qua các tiểu phẩm, vở diễn truyền hình trong các chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần và Gala Cười cùng Hồng Vinh, Bảo Quốc, Ngọc Dâu, Hoa Hiệp. Hình ảnh nghệ sĩ hay với nụ cười hóm hỉnh và hiền lành, lối diễn tự nhiên, chân thực và hài hước càng khiến anh chị em đồng nghiệp người hâm mộ sốc và đau đớn. Với điện ảnh, anh ghi dấu ấn qua các bộ phim Khi Đàn Ông Có Bầu, Gái Ế Cánh Chồng, Gái Nhảy. Anh Vũ từng là phó giám đốc sân khấu kịch Kim Châu, cơ sở 3 của sân khấu kịch Phú Nhuận. Trai với nụ cười vui vẻ và rạng rỡ trên sân khấu, trong đời thường, nghệ sĩ hài anh Vũ có cuộc sống đầy thăng trầm khi mắc bệnh ung thư đại tràng vào năm 2000 và đổ vỡ trong hôn nhân.